Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Phượng Ngọt. Thì có rất nhiều bạn thắc mắc là lương tháng YouTube của mấy anh em trong team PHD như nào, và sau bao nhiêu năm làm YouTube thì anh em có những gì. Thì ngày hôm nay tôi sẽ bật mí cho tất cả các bạn nhé các bạn nhé. Thì trước khi vào video, tôi xin để giới thiệu các bạn một cái app chơi game và có thể kiếm tiền được. App này có tên là Kawin. App này hỗ trợ cho cả điện thoại iOS cũng như là Android. Bạn nào muốn chơi tôi sẽ đặt link dưới phần mô tả nhé các bạn nhé. Và đây là một app mới nên có rất nhiều chương trình khuyến mại. Thì chúng ta hãy liên kết với số điện thoại để nhận 6.868 đồng. Và chúng ta cũng thể kiếm 3.000 đồng mỗi ngày bằng cách là chia sẻ lên Facebook. Và chúng ta cũng thể kiếm tiền qua cách là khảo sát. Và để có thể chơi và kiếm tiền được thì chúng ta sẽ tiến hành nạp tiền. Thì app này hỗ trợ những hình thức nạp tiền như là nạp siêu tốc, nạp qua hình thức thẻ cào, Momo Pay và Viettel Pay. App này có rất nhiều thể loại trò chơi như là game hot, game bài, bắn cá, lổ hũ. Và ngay sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi cũng như cách kiếm tiền nhé các bạn nhé. Các bạn hãy chọn một loại game mà các bạn yêu thích. Như tôi sẽ chọn game bầu cua đi. Thì cái cách chơi của game bầu cua cũng rất đơn giản, nó sẽ có 6 ô tương ứng với 6 con vật. Như tôi sẽ chọn tôm và cua đi. Sau khi vòng quay nó quay về cái ô mà chúng ta đã chọn thì chúng ta sẽ là người chiến thắng. Đấy, vòng quay nó đã quay về ô tôm rồi các bạn này. Đấy, tiền sẽ cộng vào tài khoản của chúng ta nhé các bạn nhé. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách rút tiền. Và chúng ta sẽ vào mục đổi thưởng. Và để có thể rút được tiền thì chúng ta sẽ cần phải liên kết tài khoản ngân hàng. Và chúng ta vào thêm tài khoản, nhập tên chủ thẻ, tên tài khoản ngân hàng, số tài khoản ngân hàng và ấn liên kết. Sau khi liên kết thành công thì chúng ta chỉ cần nhập số tiền cần rút. Và đây là một cái app có rất nhiều loại game hay và có thể kiếm tiền. Và chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng app Kawin. Và đầu tiên là chúng ta đến với Phương Hữu Côn nha, một thành viên của team PHD. Xin chào các bạn nha. Và Côn có thể cho các bạn biết là tại sao lại có niềm đam mê với YouTube và làm YouTube từ năm bao nhiêu tuổi? Thì đam mê thì cũng không đam mê lắm các bạn ạ. Về thì trước thì như các bạn đã biết đấy, tôi đang làm trong Sài Gòn thì Dướng nó gọi về, anh ấy về làm cho em thì tôi về làm thôi. Thì cháu bắt đầu về từ tháng 9 năm 2019 nào ấy, hình như chính xác ấy. Thế là 2019, năm nay là 2023. Thì bây giờ cô có thể cho mọi người biết là từ lúc làm YouTube thì tài sản gồm có những gì? Thì cũng không có gì được nhiều lắm. Thì đầu tiên bác sẽ đi theo cháu. Ok. Đầu tiên là cái xe đạp này bác ngồi đó, bị ép phải mua. Sao lại ép phải mua là thế nào? Không phải ép phải mua mà bị bắt mua giả ấy. Thì bình thường mẹ cháu có con xe mini ấy. Thì hôm cháu đi đánh bóng chuyền rồi để quên ở sân bắn. Thế là mất. Thế là mất luôn. Thế là mẹ tôi bắt đền bằng được. Thì tôi mua mẹ tôi giả cái xe đạp này các bạn ạ. Đấy. Thế là cái này là bị ép mua cơ. Bị ép mua mặc dù mẹ tôi biết tôi không có tiền lắm mà mẹ tôi nhiều tiền nên nhất quyết mẹ tôi không mua. Bắt buộc tôi phải mua giả. Mẹ tôi bảo làm thế là cho lần sau nhớ đi đâu đừng có quên các thứ ấy. Okay. Các bạn hiểu không? Rồi. Thế là có mỗi cái này à? Rồi, bác lại đi theo cháu. Ok. Bác ơi, tiếp theo. Trước thì cháu đi con Huawei rẻ nhưng mà về sau cháu tích góp thì cháu mua được con này để hay đi câu cờ hó. Cho đi để đi câu cờ hó. Nói chung là cũng thuận tiện cho công việc của cô chứ ạ. Với cái xe này nó chạy nhanh các bạn. Xe này là 50 triệu ạ. 50 triệu. Rồi, thế là có được hai cái xe còn gì nữa không? Còn gì á? Bác lại đi theo cháu tiếp. Ok. Thì tài sản mới nhất đây thì mấy tháng trước bác cũng biết rồi đấy. Mẹ cháu thích cái cặp lục bình thì cháu sắm cho mẹ cháu cặp lục bình này 34 triệu ạ. 34 triệu ạ. Vân gỗ gì nhỉ? Đây là gỗ cẩm lạng, cẩm vàng. Nhưng mà lẽ ra cái lục bình này phải cùng màu cái này phải đẹp hơn không nhỉ? Thế mẹ cháu ra nhìn cái này cái là thích luôn, cháu bảo lấy cùng màu với cái ban thờ này nhưng mà mẹ cháu nhất quyết không chịu thì cháu chiều mẹ cháu thôi. Cặp lục bình này cao cũng gần 1m6 rồi, 1m6 các bạn ạ. Thế là còn gì nữa không? Hết rồi. À, đâu? Còn bác ơi. Lại đi à? Lại đi. Rồi bác biết tài sản lớn nhất của cháu gì không? Được. Có tôm mới tép mới ốc là đang đi học rồi. Và sắp sửa lòi ra con cá thứ tư này nữa. Đấy, tài sản lớn nhất. Và có cả một kênh YouTube hiện tại là giờ có 140 mấy người nghìn lượt đăng ký nữa. Thì hy vọng là năm nay kênh YouTube của tôi thêm 200-300 nghìn người đăng ký nữa nhé các bạn nhé. Đấy, tài sản chỉ có thế thôi, không có gì nhiều các bạn ạ. Ờ các bạn ơi, như vậy là tổng khối tài sản của Phương Hữu Côn từ lúc làm YouTube bây giờ tôi sẽ định giá là khoảng 100 triệu các bạn. Và bây giờ Côn sẽ sâu tài khoản ngân hàng nhá. Tài khoản ngân hàng các bạn xem, các bạn đừng giật mình. Một con số thì rất là khổng lồ. Rất khổng lồ. Đây các bạn này. Và tài khoản là bao nhiêu? Các bạn này, số dư khả dụng
68.702 đồng nhé. Rồi các bạn ơi, như vậy số khư số dư khả dụng của Phương Hữu Côn ở trong tài khoản ngân hàng là 67.000. Như vậy là tổng tài sản của Côn từ lúc làm YouTube là hơn 100 triệu các bạn. Thì đói, đói ăn lắm các bạn ạ. Đấy là khả năng Côn nó là người yếu nhất tem rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang là sáng tiền xu các bạn nhá. Và tiếp tục là chúng ta đến với sáng tiền xu nhá. Sáng tiền xu là có niềm đam mê với YouTube như nào và làm YouTube từ năm bao nhiêu tuổi nhỉ? Cháu làm YouTube từ bao giờ cháu có nhớ đâu, mình thích làm thì đâu lúc đầu là anh Dưỡng lôi về làm. Đấy, về làm thế là xong từ lúc đấy là bắt đầu thích. Thế là làm từ với anh Dưỡng từ lúc đấy tới bây giờ. Thế à? Thế nói chung là cũng có niềm đam mê nhưng mà Dưỡng là gọi về các bạn. Thế là từ lúc làm YouTube là khoảng năm bao nhiêu nhỉ? Cháu chịu không nhớ. Hình như ta nhớ là 2020 hay sao ấy. Không nhớ, cháu không nhớ. Như vậy là được 3 năm rồi các bạn nhá. Thì là từ lúc 3 năm đấy thì sáng tiền xu mày có những tài sản gì? Tài sản á? Tôi chả có tài sản gì các bạn ạ. Để xem nào. À đây, bác đi theo cháu. Ok. Bộ máy tính này có vẻ là bộ gaming các bạn. Bộ này cũng rất là xịn. Nên là giá bộ PC này là bao nhiêu? Cũng không xịn lắm. Giá của bộ này chỉ 10 triệu thôi. Vâng, thật. Bây giờ triệu. Nếu mà đem đi bán thì chắc chỉ được 10 triệu thôi. Tiên là quan trọng là mình cái tính và cái lúc mình mua vào ấy. Lúc mua vào có nhớ đâu mà mình đó. Thêm cái loại, thêm cái kia. Thế thêm đủ các thứ chắc tầm hơn 20. Hơn 20, cứ tính là 30 đi. Đó, một bộ PC đầu tiên là 30 như các bạn nhá. Mua về chỉ để phục vụ chơi game thôi chứ không dựng video. Thỉnh thoảng mới dựng video các bạn. Bởi vì sáng đến thu ra rất ít video các bạn nhá. Cả cái kênh YouTube nữa. Đấy, cái kênh YouTube nó cũng là một cái tài sản của tôi. Đúng, đúng không? Chính xác. Kênh YouTube bây giờ là được bao nhiêu subscriber và bao nhiêu người đăng ký rồi? 90.000 bác ạ. 90.000. Như vậy là còn 10.000 nữa là sáng tiền xu sẽ đạt 100.000 người đăng ký. Và sẽ xin được tích rồi các bạn. 100.000 người đăng ký nó bây giờ thực sự là làm YouTube nó quá khó các bạn. Nếu mà làm nội dung video dài thì nó sẽ rất là lâu lên. Chứ còn làm short thì tôi nghĩ là nó cũng sẽ nhanh lên sắp thôi. Nhưng mà chúng tôi đa số là sống dựa vào video dài các bạn. Như vậy là kênh YouTube 100.000 sub. Tôi cho là 90.000 sub nhá. Và một bộ PC hết rồi. Còn gì nữa? Còn gì nữa không nhỉ? Còn đi, đi lại đi tiếp thôi. Tài sản thứ hai của tôi đây thì con xe Z300 hết. Con Z300. Con Z300 này nó mua năm bao nhiêu? 2021 2018 19 thì chả nhớ nữa. 18 mày đã làm mới dưỡng đâu hả? 19 mày mới làm mới dưỡng hay sao phải? Không nhớ, chả không nhớ. Thế như vậy là con xe này là hết rồi. Con xe này là giá lúc mua là bao nhiêu? Lúc mua là 100 triệu. 100 triệu. Nói chung là con này cũng mạnh, rất là mạnh các bạn. Đi cũng rất là hầm hố. Sáng tiền xu thế nào lại có niềm đam mê với xe phân khối lớn nhỉ? Hay là ai sẽ có niềm đam mê với xe nhà bác ạ? Cứ trẻ là đam mê nhưng chẳng qua là không có tiền để mua xe thôi. Cháu còn đam mê cả mập các thứ nhưng mà không có tiền thì làm nào. Thế là xe này là 100 triệu. Còn cái gì nữa không? Còn cái gì nữa nhỉ? Cháu nghĩ sao lại hình như là hết rồi sao? Còn một cái này còn giá trị hơn bác ạ. Đi bác lại đi theo cháu tiếp, cái này cực kỳ giá trị luôn. Chính là cái xe này đó, xe này cháu mới mua đấy bác ạ. Xe này nhá, vừa có thể để đi phượt này, vừa có thể phục vụ cho cháu kiếm tiền, thỉnh thoảng lại đi buôn bóng đồng lạ. Được, sáng này. Tôi nhớ sáng tiền xu có một lần mà hứa là làm cái kiểu cái nhà trên cái xe này để xong lại đi phượt mà vẫn chưa thấy ra clip đấy các bạn. Cháu có hứa bao giờ đâu, ý là mình chuẩn bị lên ý tưởng như thế thôi. Nhưng mà bây giờ đi phượt thì làm gì có ai cầm lái cho tôi. Đúng rồi, như vậy là cái xe này là giá 1 triệu. Như vậy là hết tài sản chưa? Hết rồi. Tài sản xe là 100 triệu này, máy tính 30 triệu này. Xe cải tiến 1 triệu đó là 100, tổng tài sản của sáng tiền xu là 131 triệu. Đấy, cây hoa này 150 nữa bác ạ. Rồi, như đấy. Vậy là tài sản của sáng tiền xu là tài khoản ngân hàng là có không? Không. Khai thật với các bạn có không? Không. Tài khoản ngân hàng sáng tiền xu không có đồng nào nhé các bạn nhé. À đâu, có 100. Có 100 à? Thế như vậy là 131 triệu 100 nhé các bạn nhé. Thì là thấy các bạn ấy làm YouTube tài sản của mấy anh em nghèo không? Nghèo lắm các bạn ạ. Thì trong 5 thành viên của team PSD ngoài Dưỡng ra thì có Vinh Tiền Lẻ. Vinh Tiền Lẻ là cũng làm với Dưỡng cũng rất là lâu rồi.
Nhưng mà ngày hôm nay thì Vinh Tiền Nẻ bận đưa vợ đi đi khám thai các bạn. Và Vinh Tiền Nẻ lại chuẩn bị sinh em bé nữa. Nên là Vinh Tiền Nẻ không lên TV được các bạn. Thì tôi cũng định giá luôn cho các bạn biết là tài sản của Vinh Tiền Nẻ gồm những gì. Vinh Tiền Nẻ là làm YouTube từ 2017 đến bây giờ là khoảng 5 năm rồi. Thì là Vinh Tiền Nẻ có hai chiếc xe máy thì là giá trị khoảng tầm 60 triệu và có hai đứa con. Và tài khoản ngân hàng của Vinh Tiền Nẻ thì chắc không có nhiều đâu, thì các bạn biết Vinh Tiền Nẻ là như thế nào rồi đấy. Thì tiếp theo là tôi các bạn nhá. Tôi là Phương Hữu Ngọt, thì là tôi tham gia YouTube từ năm 2022 thì bắt đầu về làm cho dưỡng, làm được một năm thì tôi bắt đầu nghỉ. Và hiện tại bây giờ tôi có một kênh YouTube là 72.000 sub. Đó. Và tài khoản của tôi từ lúc làm YouTube là mua một cái máy quay các bạn, một cái máy quay giá chỉ có 10 triệu thôi và một bộ PC khoảng 20 triệu. Đó. Thì là thực sự là cái con PC này nó cũng giúp ích tôi rất là nhiều các bạn. Từ lúc nghiên cứu tưởng hoặc là dựng video, làm ảnh. Nói chung là người làm YouTube thì cần phải có một là máy quay này, hai là PC đó. Và tài sản tiếp theo của tôi đó là một cây đàn organ. Thì cây đàn này tôi mua với giá là 30 triệu đó. Từ lúc làm YouTube bắt đầu có tiền sẽ mua cây đàn này các bạn nhé. Thì cái đàn này phục vụ cho tôi là thứ nhất là để giải trí, cái thứ hai là để làm nhạc, để đăng lên YouTube để kiếm tiền đấy các bạn. Và cái thứ ba là tôi đi đánh đàn ở các sự kiện hoặc là ở đám cưới các bạn. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ cho các bạn thưởng thức cái tay nghề của tôi nhá. Nói chung là tay nghề của tôi thì nó cũng tạm tạm thôi. Tay nghề của tôi thì cũng tạm tạm đấy, nói chung là cũng đủ để đi kiếm tiền các bạn. Thì video ngày hôm nay tôi đã giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn là tài sản của anh em trong team PSD như nào và có ai giàu ai nghèo không. Thì nói chung là làm YouTube bây giờ kiếm tiền cũng rất là khó và mấy anh em trong team thì cũng thật sự cũng rất là nghèo các bạn, không có gì. Đó. Thì là lẽ ra tôi lại làm cả của Phong nữa, nhưng mà Phong thì là mới làm YouTube được có mấy tháng thì bắt đầu nghỉ đi làm công ty, thì tài khoản của Phong thì chắc cũng không có nhiều. Thì các bạn đã biết là mấy anh em nghèo như nào ấy, thì rất là mong các bạn hãy đóng góp ý tưởng cũng như là ủng hộ cho mấy anh em trong team nhé. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Xin chào.